xin chào các bạn. Hôm nay công ty Thế Giới Mã Vạch chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn, đó là cái dòng máy in công nghiệp của Godet. Các mã sản phẩm đó là EZ6300 Plus. Thì máy in mã vạch này thì chuyên dùng ở trong các khu công nghiệp, các khu sản xuất, với ưu điểm là cái độ rộng đầu in là lên tới 6 inch, độ phân giải đó là 300 dpi, và hỗ trợ các cổng kết nối như là USB, LAN và RS232. Thì bây giờ thì mình sẽ in thử với các bạn xem về cái quá trình hoạt động của máy như thế nào. Đây, đây là con tem vừa mới được in ra thì rất đẹp và sắc nét. Thì mọi chi tiết về sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ với công ty Thế Giới Mã Vạch để được hỗ trợ. Cảm ơn các bạn.